Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và mấy hôm nay là mọi người có vẻ như là khá quan tâm đến mấy con mèo của mình. Thì đã sau một tháng từ cái hồi mình lấy mấy con mèo về ấy, thì hôm nay mình sẽ có một cái dịp để quay thêm một cái clip về mấy con mèo nữa cho các bạn xem. Và cái clip hôm nay là một cái clip buồn chứ không phải clip vui. Thì như các bạn thể biết ấy, là mình có bốn con mèo, nhưng hiện tại là ở nhà mình chỉ có ba con thôi. Một con đấy thì nó cứ thích đi chơi á, đến tận tối nó mới về cơ, cho nên là tạm thời tập hôm nay sẽ không có con mèo đó nha. Thì cái con mèo đó chỉ là con mèo què đó, tập trước mình cho nó hít cỏ đó, và bây giờ thì nó có một cái thói quen rất là lạ, đó chính là nó cứ hay đi á, và tối nó về nó ăn xong nó lại đi, xong rồi nó lại tối hôm sau nó lại về, xong rồi nó ăn xong nó lại té, thế mới khổ chứ. Thì hôm nay á là mình muốn báo cho các bạn một tin buồn. Tới với một chú mèo của mình, thì hiện tại mình đang có ba chú mèo ở nhà, thì có một cái tin buồn dành cho một chú mèo của mình. Thì ok, thì nếu như các bạn vẫn thích mình quay những clip về mèo chó thì các bạn hãy comment xuống dưới để mình biết, để mình sẵn sàng quay những tập tiếp theo nha. Thì hiện tại nhà mình có nuôi bốn chú mèo và hai chú chó, hai mẹ con nhà chó, thì hai mẹ con nhà chó đang ở dưới. Hiện tại là mình sẽ quay hai bé mèo cho bạn xem. Thì trước tiên là chúng ta sẽ cùng xem lượt đăng ký của mình nha. Hiện tại là mình đang có được 363.524 người đăng ký. Nếu các bạn vẫn muốn cái số đăng ký này nó phát triển thì các bạn hãy gọi là hãy đăng ký nhiều cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Sky ơi. Ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi xem con mèo của mình. À, hiện tại đấy là mình quay clip về mèo ấy chứ không phải quay clip về phòng. Vì thế nếu bạn nào thấy cái phòng bừa bộn thì các bạn hãy thông cảm cho mình nha. Còn nếu bạn nào mà cảm thấy là vào đây xem clip phòng chứ không phải xem clip mèo thì các bạn có thể out ra. Ok, bởi vì phòng của mình hơi bừa bộn. Let's go. Chúng ta cùng đi xem mèo. Đấy, đây là những cái thứ bừa bộn của mình. Ok, thì cái nệm mình đã tháo luôn rồi bởi vì bị mèo ỉa lên. Nên mình phải tháo ra. Hiện tại là chúng ta đã có ba con mèo. Mình vẫn chưa đặt tên cho mèo nhá. Nhưng mà tạm thời thì mình gọi con này là con cà phê đen đá rồi. Con này là con cà phê sữa đá. Con này nó đang bị bệnh các bạn ơi, mình không biết là nó bị bệnh gì nữa. Tuy nhiên ấy, như các bạn thấy này, ở cổ của nó này, thấy chưa, ở cổ nó bị cái gì này đó, nhìn nó cứ bị như kiểu là bị nấm hay sao, mình không biết là có đúng là bị nấm hay không. Nếu bạn nào mà gọi là hiểu biết nhiều về mèo thì hãy nói cho mình biết nha, ở cổ nó bị cái gì này. Đấy, ở cổ nó cũng bị này, bạn thấy chưa, đó đó. Không biết là các bạn có biết nó bị cái bệnh gì không. Mà có một cái điều cực kỳ hay nhé các bạn. Hiện tại là mình có ba con mèo. Đây là con này là con cà phê sữa đá này, tạm thời đặt tên là vậy nha. Con này là cà phê đen đá này. Đấy, mặt rất là bố láo. Còn con này là con này là con yên bé. Đó. Rồi bây giờ thì con này tạm thời đang bị bệnh mà mình không biết bị bệnh gì. Thì nếu bạn nào mà gọi là chuyên về những cái bệnh tình của mèo các bạn thì nói mình biết nha. Nhìn nó bị gọi là bị cái này mà mất lông ấy, mình cũng cảm thấy là khá là xót. Thì có một vài câu chuyện vui về mấy con mèo nhà mình nhé. Thì nhiều bạn kêu mình quay clip về mèo quá, cho nên hôm nay mình sẽ quay clip về mèo nhà mình. Có một cái câu chuyện vui ấy, là hai con mèo này nó thường xuyên bắt nạt con này luôn, và hai con mèo này nó cũng ít khi chơi với nhau lắm, cho nên các bạn thấy cảnh chúng nó ngủ với nhau là một cảnh cực kỳ hiếm luôn. Đây, con cà phê sữa đá này là cái con mà nó chuyên ra ị ra phòng của mình, nó ị ra cái nệm của mình nằm ấy. Con này là chuyên ra ị ra nhà. Con này ấy thì có một cái tật cực kỳ hay luôn, đó chính là nó thích ngủ trên nút bạc của mình nhá. Đây này, mình cho các bạn xem là đây nhá, đây là cái ghế của mình đấy. Cái con vừa nãy ấy, cái con cà phê đen đấy, cà phê đen đá là nó thích ngủ trên đây này. Đấy, xong rồi cứ tối tối nhá, nó đang ngủ á, xong rồi nó lăn cái bạch cái xuống dưới đất. Nó đang ngủ lăn cái bạch cái xuống dưới đất, thế là nó bị xong nó dậy nó ngheo ngheo, nhìn khổ lắm, nhìn như kiểu là ớ chuyện gì vừa xảy ra với tôi vậy, tôi là ai và đây là đâu. Đấy, hai con này chúng nó ít khi yêu thương nhau như thế này lắm, mình nói thật. Hầu như là chẳng qua là bây giờ chúng nó đang ngủ thôi, chứ bây giờ chúng nó mà gọi là đang tỉnh hay chúng nó đang vờn nhau ấy, ấm hết cả phòng lên, không ai ngủ được, không ai nghỉ được, quay game không nổi luôn. Lúc mình đang quay game nó cứ thích ngồi lên trên mic của mình nhé. Đấy, nó giành mic của bình luận viên Vũ Lít, và không biết là có một ngày đó thì nó sẽ trở thành cái kênh gọi là Vũ Mèo Channel hay không, thay vì kênh Vũ Lít Channel. Đây còn à, mà một cái sự kiện cực kỳ vui đó, mình nói các bạn này,
dạy em e, dạy em e. Thế cho con này nằm giữa ba con cho nó dậy. Có một cái sự cực kỳ vui là các bạn thấy là đây đấy, nó bắt đầu chọc nhau đấy, liếm láp nhau ấy. À, thấy có một cái sự kiện cực kỳ vui, đó chính là ba con này ăn nhá, mà tỷ lệ nghịch cực kỳ luôn. Các bạn biết tại sao không? Cái con vàng này này là mình cho nó ăn nhiều nhất luôn, nhưng mà nó lại bé nhất hội. Cái con màu đen này đấy ăn ít nhất, nhưng mà nó lại mập bịt nhất hội. Mình không hiểu tại sao. Con này thì cái gì nó cũng ăn hết, cho nên là nó to là chuyện bình thường rồi. Con này bụng to lắm, con này là bụng mát to luôn đấy. Thì quá nhiều bạn kêu mình làm. Nó bị thêm một miếng ở đây nữa. Trời, nó lại bị thêm một miếng ở đây này. Bình thường mình chỉ thấy nó hai chỗ, hôm nay nó thêm một chỗ này rồi. Có khi nào nó mất hết lông không ta? Hôm nọ mình thấy nó có bị hai chỗ ở cổ với cả bên gáy thế này. Đào trước nó chỉ bị ở hai chỗ này thôi. Sao bây giờ nó lại bị thêm một cái ở mông nữa rồi? Thôi không ổn rồi, mình phải các bạn nào biết nó bị bệnh gì thì nói mình biết nha, để mình gọi là mình phải chữa cho nó thôi, chứ không mà nó bị mất hết lông là nhìn khổ lắm. Hai con này thì con này là con chuyên dạy ở bầy này, con này chuyên gia ngủ mà rơi này, mà cái con này ấy nó rất là cưng luôn đấy, ở đây không đấy, mèo là mình nhìn rất là cưng, nó rất là thích kiểu như là mình gãi gãi vào cổ nó. À, con này cũng bị cái bệnh gì nữa này, các bạn nhìn cằm nó nhá, này cằm nó có gì đen đen này, mình không rõ là đấy, nên nét rồi đấy, các bạn nhìn cho cằm nó bị cái gì đen đen đấy. Con này ngoan lắm, mà chúng nó hay ngủ cho nên là hay có mấy cái rèm mắt này này, mà không ai lấy cho nó đấy. Bây giờ mình lấy cho nó phê lắm đấy, nhìn cái mặt nó kìa. À, thấy là nhìn cái mặt cực kỳ gọi là thiên thần thánh thiện trong sáng. Còn bé này nữa, bé này thì mình không nói gì rồi, nhìn cái mặt con này rất là giống con hổ luôn, con cà phê đen đá thì mặt rất là giống hổ luôn. Tại bây giờ chúng nó đang ngủ cho nên mình không 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 nghịch chúng nó được, chứ mấy con này nó ngủ cái tướng bá đạo lắm, tướng nào nó cũng ngủ rồi đấy đấy. Con này nó ngủ tức nào cũng được á, nhưng mà mình chọc nó tí nó đớp mình nữa đấy, ngủ mà ngáp nhè cả răng ra. Chào các bạn đi, chào các bạn đi em. Nhìn cái mặt nó kiểu bố mày giống, nhìn mặt bố mày giống đang quan tâm không ạ? Đó, chúng ta đang xem nhật ký về với mèo. Bé này cũng hóng hớt, cũng nhìn nhìn lên. Ui, tai bẩn chưa? Ừ, tai cái mèo này bẩn quá à. Tai cái cà phê sữa đá. Con này bị ngáo ngựa rồi. Ừ, bây giờ chúng nó đang ngủ cho nó không không có quậy nhau á. Đây đây đây, bắt đầu nghịch chưa đây. Mấy con này thường nó không biết kêu nhá. À, mình tiện thể mình cho các bạn xem cái quần của mình. Các bạn thấy quần của mình đẹp không? Tiện thể khoe quần luôn. Thì chủ yếu mình làm cái clip này để muốn hỏi các bạn đấy, xem là cái con mèo này của mình nó bị cái bệnh gì á. Bởi vì hiện tại lông của nó bị mất, với cả nó bị cái này mình không biết là có phải bị nấm hay không rồi. Chưa, lông của nó bị mất, với cả nó cứ bị mấy cái đốm trắng trắng. Với cả mình muốn bóc phốt con này, bóc phốt con này chuyên gia ỉa ra nhà đấy, chuyên gia ỉa bậy ra nhà, nhà vệ sinh của chúng nó có, chúng nó không đi, chúng nó chuyên gia ỉa ra nhà. Cả quên con này đâu, riêng con này thôi nhá đấy, riêng con này là chuyên gia ỉa ra nhà đấy. Mày nhìn ra màn hình, ok, nó kêu màn hình. Tấn công, nó tấn công, nó đang cắn, trời ơi, nó đang cắn điện thoại tôi. Nó đang cắn điện thoại tôi, trời ơi, bỏ ra, đang quay đậu phộng đấy, rồi nó tấn công cả người quay phim luôn, mà nó dễ thương luôn các bạn, rất là cute tè luôn. Như bây giờ so với cái clip trước của mình nhé, clip mà cho con què hút cỏ ấy, thì bây giờ mấy con này nó to lên rồi, to hơn trước rất là nhiều luôn. Mà chúng nó lười hơn ngày trước đó, ở đây không? Lần trước quay chúng nó còn cử động, chúng nó đấm nhau đúng không? Bây giờ các bạn nhìn này, chúng nó còn không thèm đấm nhau, chúng nó chỉ nằm thôi. Đấy. Đẹp. Con này mặt giống con hổ này, mình thích con này. Con này mình quý nhất nhà luôn, bởi vì nó ngoan. Với cả nó hay liếm. Nó liếm chim à? Với cả nó hay gọi là liếm mồm mình nữa, nhưng mà bây giờ nó liếm chim thế này thì mình cảm thấy quan ngại quá các bạn ơi. Tối tối nó cứ chạy liếm tay xong liếm mồm mình. Trời ơi, bây giờ nó liếm chim nó thế này thì thôi, lần sau là miễn nha em. Đó. Thì đấy, nhiều bạn kêu mình làm mấy clip quay về đàn mèo của anh đi, thì hôm nay mình lại làm thêm một clip nữa. Và nếu các bạn thích thì mỗi tháng mình sẽ làm một clip về mèo cho các bạn xem. Thì hiện tại là mình đang muốn hỏi các bạn xem cái con mèo này của mình nó bị cái bệnh gì thôi. Thì nếu bạn nào biết thì hãy comment ở dưới để cho mình biết nha, bởi vì mình nó bị mấy cái này mình cũng sót lắm. Mình lại sợ nó bị lây ra hai con này luôn thì cũng toi.
con này cầm nó cũng bị cái gì á, cho nên là nếu mà bạn nào biết thì chỉ một thẻ thôi nha, để mình kia đó đây nữa. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi clip này, và nếu các bạn cảm thấy thích những cái clip vớ vẩn như thế này thì các bạn đừng quên like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Bạn nào yêu quý mình thì có thể ấn nút đăng ký để ủng hộ cho mình, và bạn nào biết cách để chữa cho cái con vàng này thì hãy comment xuống dưới để mình biết nha. Còn bây giờ thì ok, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip xăm xí tiếp theo. Bye bye.